Với các giải pháp điều hành đồng bộ, năm 2021 tín dụng toàn nền kinh tế cả nước được dự báo tăng 12% so với năm 2020. Còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong bối cảnh làn sóng thứ tư COVID-19 ảnh hưởng nặng nề, tín dụng địa phương vẫn có mức tăng trưởng ấn tượng, tăng đến 15,18% so với cuối năm 2020 và tăng 19,28% so với cùng kỳ năm 2020. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, duy trì thanh khoản hệ thống, đồng bộ các giải pháp tiền tệ, tín dụng thanh khoản, qua đó góp phần ổn định thị trường và phục hồi tăng trưởng trước các tác động khó lường của dịch COVID-19. Đến nay, tổng nguồn huy động từ nền kinh tế tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt 168.500 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ 2020. Trong khi đó, tổng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế đạt 122.500 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 và tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2020. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay từ đầu năm đến nay giảm từ 0,5 đến 2% năm so với cuối năm 2020. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng thuộc một số lĩnh vực ngành ưu tiên duy trì ở mức 4,5% năm. Về phía tổ chức tín dụng cũng tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định pháp luật, tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu nội bản về mức an toàn. Trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 51 tổ chức tín dụng đang hoạt động với 218 phòng giao dịch và gần 500 máy ATM. Giao dịch tiền mặt và một số dịch vụ ngân hàng liên quan trực tiếp đến nhiều người, nhiều ngành nghề. Vì vậy, các tổ chức tín dụng tại Bà Rịa Vũng Tàu đã có nhiều biện pháp để vừa phòng dịch COVID-19, vừa duy trì hiệu quả hoạt động ngân hàng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường. Mặc dù dịch bệnh nhưng mà mình có chuẩn bị cần thiết, mình vẫn đến ngân hàng giao dịch. Thì đến ngày giao dịch vẫn tuân thủ 5K của chính phủ. Hàng làm việc tốt, hiệu quả, cũng thuận lợi. Ngân hàng cũng có phát triển dịch vụ online, chuyển khoản online. Năm 2021 là dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, theo định hướng của HVB, từ đầu năm đến nay, HVB Vũng Tàu thực hiện tăng trưởng các cái doanh nghiệp trong hệ sinh thái, một số các cái chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp logistics cũng như FDI đã đạt cái chỉ tiêu kế hoạch mà đầu năm được giao. HVB đã có rất nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, kể cả là giảm lãi suất rồi cho vay tín chấp trả lời cho các doanh nghiệp để trả lương các bộ nhân viên trong thời gian khó khăn và nhiều chương trình ưu đãi khác. Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch, các tổ chức tín dụng cũng đã triển khai các thông tư 01, 03, 14 của Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp cơ cấu lại dòng tiền, phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến tháng 12 năm 2021, các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 4.105 khách hàng với dư nợ 3.377 tỷ đồng, miễn giảm hạ lãi suất đối với 41.067 khách hàng, số tiền hơn 163 tỷ đồng trên dư nợ 43.566 tỷ đồng. Cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số 55.582 tỷ đồng. Trên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ bản cũng kiểm soát dịch rất là tốt, đặc biệt là những thế mạnh như là khu công nghiệp, cảng biển thì cũng ít bị tổn thương bởi dịch, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp cảng biển rất là tốt, đặc biệt là sau khi thực hiện quyết liệt cái linh hoạt trong mới thì là cho vay giải ngân phục hồi sản xuất rất là tốt. Từ thời điểm cuối năm này tôi nghĩ thì với cái mở cửa sống chung với dịch và linh hoạt trong cái đời sống này thì các doanh nghiệp hiện nay đã phục hồi sản xuất. Thì tôi đánh giá khả năng thì là tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục và tốt. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Ngân hàng Nhà nước cũng tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng ở những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như là bất động sản, chứng khoán, công khai minh bạch các mức lãi suất huy động cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được đẩy mạnh.